Mến chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cái cách để trộn đất trồng cây ớt trong chậu không cần dùng tới phân bón. Thì ở đây là cái chậu mình có đục mấy cái lỗ phía bên dưới nha các bạn. Đây một cái nè, hai cái, ba cái, bốn nè. Cái này cái chậu, cái thùng sơn mình đã trồng rồi cho nên là nó dơ, không có thấy được cái lỗ rõ ha. Mình đục cái lỗ không có lớn lắm để cho nó thoát nước ra được, nhưng mà nó không có chảy nước ra ngoài, không có gây lãng phí phân bón này kia đó, không có lãng phí chất dinh dưỡng đó. Thì mình chỉ đục cái lỗ nhỏ thôi. Mình sẽ cho một lớp đất mỏng vào cái thùng này các bạn. Các bạn nhớ là cái đất cho vào không có được lấy đất sét, đất dẻo ha. Mình phải lấy đất trồng cây tươi xốp nha. Tại vì cái lớp đất bỏ vào thùng mà bên dưới thùng như thế này á, mà các bạn lấy đất từ ngoài vườn mà cái độ sét cao á, nó sẽ làm bít cái lỗ thoát nước thì cây nó sẽ hư rễ nha. Mình bỏ đất vào thùng cỡ 5 cm nha, xong rồi các bạn cho rác vào ha. Xong rồi các bạn phủ đất lên. Các bạn phủ đất lên cỡ 5 cm nữa. Cái thùng sơn này là thùng sơn 10 lít nha các bạn. Xong rồi các bạn cho thêm một lớp đất lên, một lớp rác lên. Rác bếp các bạn sử dụng thì là rác bếp sạch ha, có nghĩa là không có dính xác động vật trong này, không có dính mỡ, không có xương cá thịt này nọ kia đó. Đó là không bỏ vào được nha. Vỏ trứng thì mình lấy được nè, vì vỏ trứng tốt nè ha. Và những cái hạt này nọ kia thì các bạn nên loại bỏ ra ha, để nó mọc lên, nó nảy mầm, nó mọc lên tùm lum la rồi nó bứng cả cái gốc cây của mình lên nữa. Thì rồi xong rồi mình phủ cái lớp đất dày lên đầy thùng luôn nè. Coi như là mình đổ 2 lớp rác đó các bạn và 3 lớp đất. Cái lớp đất trên cùng là lớp đất cao dày cỡ 10 cm trở lên, bởi vì để tránh cho cái rễ cây nó bị nóng, mình trộn mình trồng liền đó các bạn. Thì cái cây con mình bỏ đất vào như thế nào để cho cái rễ cây nó chưa có chạm được rau củ quả phía bên dưới là được. Đây là cây ớt bữa mình ôm bữa hổm nè, mình có chia sẻ cái cách ôm hạt ớt nảy mầm 100% đó. Bữa nay nó lớn được như thế này rồi ha, thì trời cũng ngoài nó cũng bớt lạnh rồi cho nên là mình mới trồng được. Thì bây giờ mình lấy ra mình bỏ vào, mình trồng vào trong cái chậu này. Khi mình lấy cái cây ớt ra đó thì mình nên trút ngược cái chậu xuống như thế này ha, để lấy nguyên cái bầu đất ra, chứ mình không có bứng ra như thế này thì nó đứt rễ. Lấy ra nguyên như thế này. Mình sẽ lấp đất cao bằng tới cái mức của 2 lá mầm nha.
Mình sẽ ngắt bỏ luôn hai cái lá mầm. Đắp đất cao bằng tới hai cái lá mầm xong rồi mình tưới nước thì có thể đất nó sẽ sụp xuống dưới hai cái lá mầm tí xíu. Làm vừa. Ở đây là cái hộp cái lọ gì cũng được ha, bằng nhựa có nắp đậy. Mình sẽ cắt cái đít bỏ ha. Sau khi mình đã cắt cái đít của cái lọ rồi thì mình nhét cái lọ vào trong cái chậu. Xong rồi mình cho rác vào trong này nè các bạn. Đó, các bạn cho liền vào cũng được, hoặc là các bạn để đợi khi nào có rác bếp các bạn cho vào sau cũng được ha. Đây mình cho luôn để cho mọi người nhìn thấy ha. Đó, mình cứ nhét đầy rác bếp vào ha. Đây, khi mình tưới nước thì mình tưới luôn vào cái chậu này ha các bạn. Tưới như thế này ha, tưới xung quanh như thế này thì nó không có bị hôi hoặc là không có bị côn trùng gì bám hết ha. Hàng ngày cứ mình sẽ tưới vào thì cái chất nó ra từ cái rác thải á, nó sẽ hút xuống trực tiếp dưới đất, nó không có ở lại trên cái chợ cái lọ này thì nó sẽ không có bị không có thu hút côn trùng, ruồi nhặng, dòi này nọ kia là không có bám ha. Đó, mình tưới như thế này, tưới đều hết chậu á. Tưới đều hết, tưới trong tưới ngoài luôn. Đó. Mỗi ngày thì mình cứ tưới như vậy, nếu mà trời mưa mà hoặc là lạnh quá gì đó nó không có rút nước á, thì mình ngưng mình không tưới nha. Nếu mà trời nắng thì mình phải tưới nước hàng ngày. Để cắt tốt nhất thì các bạn cứ đưa cái ngón tay các bạn môi môi tí xíu xuống. Nếu mà nó khô quá thì tưới ha. Còn nếu mình cảm thấy cái ngón tay mình nó vẫn ướt á, đất nó vẫn ướt á, thì mình không cần tưới. Đó, xong rồi mình đậy nắp lại. Là không có con gì bò vào được hết nha các bạn. Thì khi mình tưới nước thì mình lại mở nắp ra. Khi tưới nước thì mình lại mở nắp ra ha. Rồi mình lại tưới vào nó. Đấy, như thế này ha. Rồi đậy nắp lại. Đó. Rồi tưới xung quanh luôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video clip này nha. Nếu quý vị thích theo dõi tiếp các video tiếp theo của mình thì hãy nhấn đăng ký kênh, subscribe. Nếu các bạn thích video clip của mình thì cho mình một like. Các bạn cũng có thể share video của mình đến bạn bè hoặc là người quen của các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo của mình.